Mark One số 1 về Mark. Xin chào tất cả anh em, mừng em đã quay trở lại với Mark One và mình là Thịnh Easy. Và như anh em có thể thấy trên bàn đây là rất nhiều các phụ kiện. Những phụ kiện này thì có độ hữu ích rất là cao và đang bán chạy nhất tại Mark One. Link thì mình sẽ để dưới description hoặc anh em có thể ấn vào đây để có thể xem những phụ kiện cũng như là các dòng máy về Mark tại Mark One nhé. Và bây giờ thì mình sẽ vào review luôn. Vâng, thứ nhất là cáp dành riêng cho MacBook. Bây giờ thì mình sẽ full luôn. Mình thì không biết là Apple sẽ cho ra những dòng MacBook có những chức năng vượt trội như thế nào. Nhưng có một điều mình chắc chắn rằng là họ vẫn sẽ tiếp tục tìm cách để rút gọn các cổng kết nối trên máy. Hiện tại thì chỉ Mac Air là còn khá đầy đủ các cổng như USB, Thunderbolt hoặc dòng MacBook Pro thì từ năm 2016 trở lại đây thì người dùng đã hết sức ngỡ ngàng khi mà máy chỉ có một cổng duy nhất là Type-C. Đó. Như em có thể thấy đây là một chiếc Type-C. Bên cạnh đó thì các dòng cáp chính hãng thì theo mình thấy thì loại cáp như là Ugreen, Hyperdrive, The Laptop và những phụ kiện mà người dùng lựa chọn nhất. Mà giá thì chỉ tầm khoảng 500 đến 2 triệu. Ngoài ra thì anh em có thể mua hàng tại Mark One nhé. Hai là các dòng sản phẩm tản nhiệt cho MacBook thì mình sẽ mở luôn. Đây. Thì theo mình thấy việc sử dụng máy tính, đặc biệt là MacBook thì dùng lâu dài thì nhiều máy sẽ có cái trường hợp là quá nhiệt do máy tản nhiệt qua vỏ nóng và có thể làm ảnh hưởng đến những bộ phận khác bên trong máy. Mà lỗi này thì các ông đừng có đùa. Bạn đang làm việc rất hăng say, bỗng nhiên máy tính quá tải. Đừng lo, đã có đế tản nhiệt GC Band. Đó, anh em có thể thấy và giải pháp cho chuyện này là anh em dùng tản nhiệt ngoài nhá. Có rất nhiều mẫu mã để các bạn lựa chọn để như là đế tản nhiệt bằng nhôm, gỗ. Nhưng để di chuyển hoặc về độ thuận lợi thì anh em nên dùng thanh kê Blue Lash Clip. Với thanh này thì mình có thể gắn trực tiếp trên máy và có thể kê lên như thế này. Đó. Giá sản phẩm thì là sẽ là 5 lách. Thứ ba là các sản phẩm chống sốc. Đây là những sản phẩm có tính năng chống sốc cao và cũng thời trang nữa. Đây, anh em có thể thấy một cái sách. Ở đây thì mình không có đủ sản phẩm nhưng các bạn có thể xem tại Mark One thì có nhiều lựa chọn như là túi, sách, cặp, ba lô. Ngoài ra thì có thể thêm bao da và túi sách da đựng. Giá khoảng dao động là 500 đến 1 triệu. Thêm vào đó nữa là những vòng ốp MacBook cũng là một sự lựa chọn rất là ok còn dê. Đấy, đảm bảo tính thời trang cũng như là dễ thay đổi cho hợp tâm lý chẳng hạn. 4 là bộ vệ sinh dành cho MacBook. Cái này thì mình thích vãi. Đấy, bên trong thì có hai cái khăn. Đấy, bên trong có hai khăn. Một cái phủi bụi này. Một cái lọ dung dịch vệ sinh. Đó, cho các chị gái. Và ngoài ra thì có thêm một cái chổi để quét đó. Vậy thì bộ phụ kiện này thì anh em yên tâm là Mark của mình sẽ không bị bẩn nữa. Và giá thì nó chỉ khoảng 150.000. Thì có thể chọn được một những bộ như hãng là GC Pop hoặc là GLC hoặc là T-Pop đó. Vâng, vậy là hôm nay mình đã giới thiệu xong những sản phẩm phụ kiện đang có trên bàn đây. Vậy thì thôi, hẹn anh em vào những video tới nhé. Anh em nhớ ấn nút like, subscribe và xem để mình có thêm nhiều động lực làm video nhé. Ngoài ra thì anh em hãy comment cho mình biết là anh em thích gì trong những sản phẩm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.